Rồi, xin chào các bạn. Mặc dù ngày nay cái công nghệ nó đã rất là hiện đại, tuy nhiên một số những cái thông tin mà chúng ta đọc được thì có những cái dòng xe chỉ bị giới hạn tốc độ ở 250 km/h. Thì tại sao lại có con số này và vì sao nó lại có cái sự giới hạn như vậy? Thì mời anh em xem video. Thì việc mà một số dòng xe bị giới hạn tốc độ tối đa ở 250 km/h nó có liên quan đến một cái khái niệm gọi là thỏa thuận giữa các quý ông, hay là gentleman agreement. Thỏa thuận giữa các quý ông ban đầu xuất phát từ câu chuyện có liên quan đến chính trị, nhưng sau đó thì nó dần được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Về cơ bản thì thỏa thuận giữa các quý ông là một thỏa thuận không chính thức giữa hai hoặc là nhiều bên, đó có thể là công ty, tổ chức, chính quyền, quốc gia, hoặc đơn giản là giữa những con người với nhau. Thỏa thuận này thông thường chỉ có một yêu cầu, và yêu cầu đó phải có lợi cho đôi bên. Vậy điều này có liên quan gì đến ngành công nghiệp ô tô? Từ nhiều năm trước thì ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Đức là BMW, Audi và Mercedes-Benz đã có một thỏa thuận giữa các quý ông với nhau. Đó là họ đồng ý giới hạn tốc độ của những chiếc xe mà họ sản xuất xuống còn 250 km/h. Thật ra ý nghĩa đằng sau thỏa thuận này khá đơn giản. Ở châu Âu thì nó có một cái đường cao tốc gọi là Autobahn, có nhiều đoạn không giới hạn tốc độ. Vì vậy cho nên các nhà sản xuất ô tô đã quyết định đặt ra một giới hạn của riêng họ, nhằm mục đích cuối cùng là làm giảm mức độ nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Không có giới hạn tốc độ trên Autobahn, những người đam mê tốc độ tranh thủ mang xe lên để thi thố, đẩy chiếc xe lên tới giới hạn tối đa của nó. Nếu chính phủ không có các giải pháp, những nhà sản xuất ô tô sẽ thay họ làm chuyện đó. Quay trở lại với thỏa thuận giữa các quý ông trong ngành công nghiệp ô tô, thì BMW, Audi và Mercedes-Benz chắc chắn có thể làm ra được những chiếc xe rất mạnh và nhanh hơn con số 250 km/h rất nhiều. Nhưng để tôn trọng nhau nhằm hướng đến một mục đích an toàn chung thì họ đã giới hạn xe của mình lại. Ví dụ như là chiếc BMW M5 hay là BMW M5 Competition được ra mắt hồi năm ngoái thì được trang bị cái động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.4 lít cho khả năng sản sinh mức công suất tối đa lên tới 600 mã lực đối với bản M5 thông thường và lên đến con số 625 mã lực đối với M5 Competition. Với công suất động cơ nói trên thì BMW cho biết M5 có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong vòng 3,2 giây, trong khi cái phiên bản Competition thì tốn 3,1 giây để làm điều tương tự. Tốc độ tối đa của hai xe bị giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Ngoài ra thì BMW còn cho người dùng option thêm khả năng đạt tốc độ tối đa là 306 km/h. Điều đó có nghĩa là khi chiếc xe được bán ra thị trường, mặc định nó chỉ chạy được 250 km/h, và khi có nhu cầu thì khách hàng, người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp để đạt được cái giới hạn tối đa. Sau video này, có lẽ các bạn cũng đã biết vì sao một số dòng xe hiện nay trên thị trường bị giới hạn tốc độ ở 250 km/h, mặc dù nó được trang bị động cơ rất mạnh. Thì đó cũng là những cái chia sẻ của mình đối với cái vấn đề này. Nếu anh em thấy video hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí, ở đây trên mạng xã hội tinh tế.vn.